Cô chào tất cả các con. Cô tên là cô Mai. Cô đến từ trường Mầm Non Yên Thọ, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Thật là vui khi hôm nay cô trò mình lại được gặp nhau rồi phải không nào? Và hôm nay cô Mai sẽ mang đến cho chúng mình một thí nghiệm mới. Đó là thí nghiệm pháo hoa lổ trong nước đấy các con ạ. Vậy hôm nay cô trò mình sẽ cùng nhau thực hiện. Con hãy quan sát lên cô, xem cô chuẩn bị những đồ dùng gì nhé. Cô chuẩn bị một chai nước lọc này, một chai dầu ăn này, và một tượng cốc thủy tinh này. Tiếp theo cô chuẩn bị thêm một gì nhỉ? Một lọ xê sủi này và hai nọ màu nước. Việc đầu tiên cô Mai mở chai nước này và cô Mai đổ nước vào cốc này. Các con cũng không nên đổ nhiều quá và cũng không nên đổ ít quá, các con nhớ chưa nào? Sau đó cô lấy chai dầu ăn này, cô Mai đổ một phần dầu ăn vào cốc nước này. Các con thấy hiện tượng gì ở trong cốc nước nhỉ các con nhỉ? Đúng rồi, các con thấy gì nhỉ? Dầu ăn nổi trên nước đấy các con ạ. Vì dầu ăn nhẹ hơn nước nên dầu ăn đã đổ. Tiếp theo cô Mai sẽ dùng phẩm màu. Chúng mình nhìn cùng cô Mai quan sát nhé. Cô lại dùng màu đỏ này. Sau đó cô Mai sẽ dùng bây giờ cô Mai sẽ dùng một viên xê sủi và thả vào cốc nước. Các con hãy sang quan sát xem trong cốc nước có hiện tượng gì nhé. Các con hãy quan sát xem trong cốc nước có hiện tượng gì nhỉ các con nhỉ? Khi xê sủi tan trong nước, các con thấy hiện tượng gì nhỉ? Có giống pháo hoa không các con? Khi xê sủi tan trong nước, hòa cùng với những giọt màu trông rất là đẹp phải không nào? Có nhìn giống như pháo hoa nổ trong nước không các con? Các con vậy là cô và các con vừa làm một thí nghiệm pháo hoa nổ trong nước. Cô hy vọng thí nghiệm này các con sẽ làm tại nhà mỗi khi mình rảnh rỗi nhé. Chúc các con có những ngày nghỉ bên gia đình thật là vui vẻ ạ. Và xin hẹn gặp lại các con vào giờ học lần sau nhé.